Ở phần trước thì chúng tôi đã có một cái chuyến nhổ cây rất hay ở Hồ Giảng Võ. Đọc comment thì thấy mọi người rất là hóng cái series này và có yêu cầu là tôi làm phần 2, nghĩa là sẽ trồng và huấn luyện cái đám cây vừa nhổ. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 2 nhé. Let's go! Tôi sẽ dùng một con dao dọc giấy và một cái kéo tỉa. Vừa bát với cây si đầu tiên mà tôi nhổ được này. Xem nào. Cây này bị dập chỗ này này. Chắc chắn là chỗ này sẽ không liền được. Nên tôi sẽ cắt đi. Dao dọc giấy sẽ làm mịn vết cắt. Cây này không biết có bị tiêm chủng không nhỉ? Tôi xịt luôn. Dập này. Trước là cây nó nằm như này này. Có lẽ là bây giờ vẫn nên như thế. Có lẽ là tôi sẽ cho nó nằm bẹt này. Dễ làm hơn cả. Thái nhiều thái thịt đi nhá. Ok, tạm thời xong phôi này. Tiếp tục làm một MC nữa lên thớt. Cây này khá là nhiều rễ. Dập như này thì có sống hay không? Phải chờ biết được. Anh em nhiều khi bảo là cái xanh cái si thì dễ sống quá, cắm không cũng sống. Nhưng mà khai thác kiểu này nó bị dập rất là nhiều. Dập này, chỗ này rất dễ dính vi khuẩn này. Chỗ này mà cứ chôn vào đất ấy là sẽ dính vi khuẩn đấy, là sẽ không lên ở đâu. Nên là nếu cắt từ một cành nguyên bản ra nhiều nhựa không bị dập thì dĩ nhiên tỉnh sống rất cao. Nhưng mà khi khai thác kiểu này này, chưa chắc nha. Chưa chắc cái thứ dễ sống như các bạn tưởng tượng đã sống đâu. Phải xử lý tốt. Quan trọng là phải xử lý thật tốt. Đấy, xử lý vết cắt thật mịn. Cắt chỗ nào để chỗ nào thì phải xác định luôn. Ngay từ đầu. Cái khó là chỗ đấy chứ không phải là cứ nhắm mắt trồng bừa. Cây này trồng như nào đây? Chắc là tôi sẽ trồng như này. Đây. Thì thực ra cái rễ này không cần nhiều quá. Có thể là để tăng cái tỷ lệ sống của nó thì tôi sẽ để nguyên trồng. Cho nên khi nào mà rễ ra ở đây rồi tôi sẽ cắt cái này đi. Kiểu thế. Cũng chỉ là những cây mini thôi nhưng mà mình chăm chút nó thì nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui. Đấy, tạm thế này đã. Chỗ này vẫn còn chưa được mịn lắm này. Tại sao tôi phải bảo là một con dao dọc giấy thật là sắc để nó gọt thứ này đi này. Kéo không làm gì được đâu. Vết dập. Kéo không làm gì được. Đấy, dập cái này cơ mà. Tua rua này cơ mà. Không xử lý này. Tất cả các cái mùn này này nó sẽ thối, không lên được mầm. Đấy là lý do tại sao anh em trồng vẫn có tỷ lệ rơi rớt là như thế. Còn nếu mà một cành khỏe thì cứ giả sử cắt cành này ra nhá, dâm thì sống này, nhưng mà đã dập như này này, này dập nát không xử lý, la đứt
không phải là dễ sống thì coi thường. Cắt, cắt ngọt như này thì nó sẽ liền sẹo được. Sợ nhất vết xước tua rua. Tiếp đến là chú này đã có sự khác biệt, đây là xanh, chắc là xanh quê thôi, làm gì có điền. Một cây mini bonsai thành thị, bonsai bờ tường, kệ thế nào cũng được, miễn mai sau em nó đẹp hơn như này là được. Bonsai dành cho nhà nghèo anh em ạ. Tôi đang dựng cái clip này khi mà đồng hồ chỉ khoảng 12 giờ kém. Tự dưng cao hứng ra ban công ngồi nhìn lại những cái cây mà tôi đã từng nhổ, ví dụ cây này này. Đây chính là cái cây mà tôi nhổ khi mà đi ăn cưới thằng cô em họ. Tính ra cũng được gần 2 năm rồi đấy. Đầu tiên nó bé như que tăm thôi, bây giờ nó mập mập ra tí rồi. Hôm nào rảnh rảnh lại vào nước dây nữa cho em. Thế còn cái cây sộp này thì tôi cũng nhổ hồ giảng võ này. Cũng phải hơn 2 năm rồi đấy. Chưa, dây đã hằn rồi. Chắc là tôi phải tháo ra gấp. Cây này ít nữa sẽ thành một cây mini khá đẹp. Nhưng mỗi cây là đều là những cái kỷ niệm khác nhau. Ví dụ như cái cây này chẳng hạn này, cây si này tôi nhổ hồ Định Công này. Toàn như que tăm thôi, bây giờ nó lớn và nó già hết rồi. Đầu tiên nó đều là rác cả. Nhưng mà anh em cứ tương tác với nó nhiều mà, nó sẽ tương tác lại. Nhưng mà nhớ là phải tương tác liên tục nhá. Chứ nếu mà bổ bê quá nó không thành cây được đâu. Đấy, cây này tôi mới cắt cụt này. Chờ mỗi cái củ thôi. Đấy, củ si. Đấy, cây bờ tường mà. Đôi khi là cái củ nó rất già rất đẹp nhưng mà nuôi cái tán nó cũng mệt đấy. Nhất là ở thành thị nuôi trong cái chậu bé tí như này. Rất nhiều người hỏi mua những cái cây này nhưng mà tôi không bao giờ tôi bán. Bởi vì đúng nghĩa là mình chơi ấy. Thực ra là chinh phục nữa. Những cái cây này tôi không vội. Khoảng 10-20 năm sau đó tôi sẽ có những bộ sưu tập đi nhổ cái đường riêng. Đấy, bây giờ tôi vào tôi dựng tiếp video cho anh em xem đây. Trong mắt nhiều người ấy, thì những cái cây này nó chả có một cái tí giá trị nào cả. Kể cả sau này thành phẩm bán được đôi 3 triệu là giỏi. Nhưng mà đúng thực sự tôi không dùng những cái cây này làm kinh tế. Phải phân định rõ như thế luôn ngay từ đầu. Tôi vẫn có những cây thương mại riêng nhá, bán hàng ngày luôn. Nhưng mà chắc chắn rồi, không phải những cây như thế này. Cây thì không đồng thôi, nhưng mà công của nó vào cực nhiều. Những cái cây này khi nhổ về nó là dạng to rồi đấy. Còn cách đây khoảng 4 năm ấy, cây tôi nhổ ấy, nó chỉ bằng bé bằng cái tử của cái cây kia thôi. Thế mà bây giờ nó còn thành cây, những cái cây to mà có củ đẹp như này. Cây bé có tử đàng hoàng nhá. Xịn không? Tự dưng làm ở đây tôi lại lấy những cái ý tưởng. Tôi cứ xử lý hết đi đã, xong một tí nữa tôi sẽ làm thành cái cụm rừng. Ui, chú này còn tận 3 thân cơ. Khá là duyên chứ. Không biết có nên để cái đinh ba này không. Đây như này. Theo anh em nhá. Nên để không ạ? Rồi cứ xử lý đã, trồng sống đã. Cây này gần như là chẳng bị hư hại gì. Chỗ này rất dễ xử lý. Cái này cắt phén đi là xong. Cắt phén đi là xong. Ui, con này 100% sống, không cần kích dễ gì luôn. Đấy, cây này cũng là một cây khá hay. Cây này có cái củ khá to này, rất ưng luôn. Rất là ưng, rất là ưng. Đấy. Xử lý luôn. Tiến luôn, tiến luôn. Con này thích quá nhỉ, toàn loại củ củ này. Nhìn khá đều. Con này chắc phải trồng nhà thôi. Rất dễ. Không bị hư hại gì luôn. Thích thế này. Nhổ được mấy cây mini mà rất là đáng yêu. Đây là một cái củ cây lâm vồ nhá. Trông rất là đều luôn. Ít nữa là trồng xong cái củ nó phình ra là rất đẹp đấy. Đây anh em. Cái cây này khiến tôi liên tưởng đến những cái cây phong. Cái phong của Nhật Bản, một loài cây mà nó phát triển bộ đến cực đại, còn thân trên thì nó lại hơi nhỏ, cũng là cái đặc tính rất hay của cái cây. Cây này có hai tay chốt này, đây và đây, này ngọn, thì tôi sẽ uốn luôn. Cái này đúng ra là anh em cứ trồng sống nữa nhá, trồng sống đi rồi muốn uốn gì thì uốn, nhưng mà đây là tôi làm mẫu cho nên là uốn luôn. Thế... Đấy, có clip luôn. Cắt bớt lá đi nhé. Để lại vài cái lá non. Giảm tắt nước.
Cành rất bé nhưng mà tôi uốn phải cẩn thận. Giả sử nhá, nó không gãy nhưng nó đứt mạch cái là nó cũng không thể nảy mầm được. Cái cành này nó sẽ tèo dần đi. Đây, chắc là tôi sẽ để này chừa mắt mầm ra này và khóa lại từ đoạn này. Khóa nhẹ thôi. Nhớ nó vào cái mắt mầm hoặc là vào cái mạch đứt phát là thôi. Không có cơ hội phục hồi luôn. Cành bé uốn gượng gạo này. Chỉ cành sợ nó gãy thôi. Thật ra gãy thì cũng khó nhưng mà đứt cái mạch thì rất dễ. Rất dễ đứt mạch nhá. Bên này cũng thế. Đây sẽ là cái cành rơi tương lai. Lắc một tí. Hai cành thì coi như xong rồi, bây giờ đi đến đoạn là cái thân của nó. Thân này nó phải lắc lượn, nó cũng hài hòa một tí. Và tôi đi đúng ở cái nếp cũ của cái dây trước nhá, cho nó đạt thẩm mỹ cao. Chứ nếu mà mỗi dây một chiều thì trông nó cũng hơi buồn cười. Thật ra tôi chỉ biết quấn cơ bản thôi, chứ nếu mà bảo quấn đẹp thì không phải nhá. Anh em làm mà khéo tay thì tôi nhường cho anh em. Thì tôi chỉ được vừa đủ quấn thôi. Đạt khoảng 70% thôi. Cái đợt đi miền Tây vừa rồi tôi vào những cái vườn mà xem ngồi họ uốn phê thật. Nhìn họ đi cái đường dây nó đẹp, không một động tác thừa luôn. Nói chung là mình phải học hỏi nhiều. Mà cũng tại là người ta làm hàng ngày ấy. Đó là một cái nghề chính, cho nên là ngày nào họ cũng tiếp xúc với cây, gai đâm chi chít vào tay. Còn tôi thì khoảng tuần tôi mới được uốn cây một lần. Nói chung là chăm hay không bằng tay quen. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian để uốn nhiều hơn nữa. Cây này sẽ vào cái chậu này được không anh em? Đấy, chậu này khá là vừa nhá. Nhìn tỷ lệ là chuẩn rồi. Thế nhưng mà bị một cái là nó hơi nhỏ. Chưa dễ nên mình chưa ép. Chắc là mình sẽ cho vào cái chậu to hơn một chút. Đây. Đấy. Tỷ lệ thì chưa hợp lý nhưng mà ít ra nó còn có cái đất để nó phát triển, để nó sống đã. Thôi, cứ ưu tiên sự sống trước nhá. Có vẻ cái lắp chậu này hơi to. Cắt bớt đi vậy. Cắt thành đôi, các đằng tư sẽ tận dụng được 4 cái. Này chụp toàn siêu mini mà. Đây, không cần đẹp lắm, miễn là sao là nó có che được cái lỗ này được rồi. Đấy, vừa đủ để che nhé, vừa đủ che, thế là được rồi. Đấy, về cái cách ghim thì có hai cách. Một cách cầu kỳ hơn là khóa con bướm. Đây. Cái đoạn siết dây thì chắc chắn phải dùng một cái kìm thì nó mới chặt được. Về cái chất trồng anh em nên dùng cái loại nào mà càng tơi xốp, càng sạch sẽ, càng lâu phân rã thì càng tốt nhá. Có gì dùng đấy, tôi có sẵn pumice và AK tôi dùng luôn. Anh em nhớ cố định gốc cây cho nó thật chặt nhá. Xong thì phủ đất lên như bình thường. Đất vào đã. Nó sống đấy. Xong rồi cho cái bệ nó cao lên một tí nữa. Đấy. Anh em quấn nhà quấn, miễn là nhấc lên này nó không bị lung lay là được. Đấy, lắc thử test thử luôn. Chắc còn đúng không ạ? Đây, tí nữa tôi sẽ có cái bản demo mà tôi rất là mong chờ. Hôm nay tôi đào được rất là nhiều cây xanh mini này. Thay vì trồng từng cây một thì tôi sẽ ghép vào thành một cái cụm rừng. Rồi tôi gom lại này và tôi chọn cho nó một cái chậu. Chắc là tôi sẽ trồng ở cái chậu này. À, trước hết thì tôi sẽ ngồi tôi vẽ ra một cái bản demo để anh em có thể tưởng tượng rõ hơn là tôi định làm gì với cả những cái cây xanh mini này nhá. Nãy tôi đếm được 6-7 cây đấy, nhưng mà tôi sẽ chọn là khoảng 5 cây nhá. 5 cây và tôi sẽ bố trí cái thân nó lên như thế này.
Ở Việt Nam thì con số 5 là tượng trưng cho chữ phúc, người ta vẫn gọi là ngũ phúc đó. Đối với người Việt Nam thì số 5 nó khác hoàn toàn số 4 đó, gần như là đối lập luôn. Số 4 là tứ, là tử, thì qua được tử rồi sẽ là phúc, mà phúc thì là số 5. Đấy, tôi sẽ vẽ 5 cái thân này lên. Đây, sự phân nhánh thì gần như là tự do. Một cái cụm rừng ngoài thiên nhiên thì anh em có thể quan sát đấy. Ngoại trừ những cây lá kim hoặc thẳng tưng ra ấy, thì những cây lá bản thường không có xu hướng như thế, mà nó sẽ có xu hướng luồn lách, thậm chí là chen chúc, cứ hở ra chỗ sáng nào là sẽ có cái cành cây nó vươn ra đấy để nó ăn. Và dần dà thì cái tán lá nó sẽ trở lên tròn trịa, đầy đặn. Với nguyên liệu là cây xanh thì tôi sẽ làm theo cái dạng dạng như này. Đây là demo, còn tôi sẽ thực tế, tôi sẽ ghép cái cụm rừng vào nhau. Đầu tiên thì tôi phải xuống bớt lá ấy đã. Tất nhiên là phải xuống lá trước để cây nó đỡ mất sức. Cái thứ hai là để chúng ta dễ nhìn hơn, dễ uốn hơn và dễ định hình hơn. Tôi sẽ dùng sợi dây nhôm 1 ly này để cố định tạm này. Sau khoảng 1 năm nếu mà nó hằn rồi thì tôi sẽ nhổ ra và tôi sẽ cắt hết đi. Cái công đoạn này khá là khoai, bởi vì tôi sẽ phải sắp xếp làm sao cho nó tự nhiên nhất. Nó giống như một cái bệ xanh liền thân. Ít nữa mà khi mà cây này nó phát triển ra, nó to ra ấy, thì cái bệ này sẽ dính liền vào nhau. Đây, xong ở đây trông hơi buồn cười đúng không? Từ từ đã, tôi sẽ vào dây và tôi sẽ uốn nó qua nhá. Chưa vào dây nhìn rõ là chán, nhưng mà từ từ anh em cứ bình tĩnh nhá. Tôi sẽ dùng một sợi dây 1,5 để đi cái thân to này. Cái dây 1 ly nó không đủ cứng để mà giữ được cái thân như này. Nói chung khi vào dây anh em chú ý cái cỡ của cái dây ấy, nó nhỏ hơn cái cành một chút. Chứ dĩ nhiên là không thể dùng một cái sợi dây to hơn cả cái cành để uốn được. Bởi đơn giản là cái cành nó không thể chịu được cái dây đấy. Sau khi vào dây xong tôi sẽ uốn qua những đường lắc nhẹ nhá, làm sao nó mềm mại một chút, nhưng mà đừng có giả quá là được. À, sẵn tiện thì tôi mới lập một cái group có tên là Chơi Cây Cùng Phiêu Du Bonsai. Trong cái hội này tôi sẽ đăng toàn những cây mà tôi nhổ này và cách chăm sóc chúng này. Hy vọng là sẽ thu hút được rất là nhiều anh em cùng cái đam mê sở thích đi nhổ cây và uốn như này. Dĩ nhiên là anh em có thể đăng những cây mà anh em tâm đắc vào để giao lưu cùng mọi người. Đam mê mà, nhưng mà chơi cái gì cũng phải có cộng đồng nó mạnh được. Đơn giản là anh em biết cái gì hay hay này, hay là chỗ nào có nhiều cây dại mọc đẹp đấy, anh em chia sẻ lên đây thì chúng ta có thể tổ chức một buổi offline nhỏ nhỏ đi nhổ cây chẳng hạn, xong rồi về cùng uốn, sợi thế là vui để biết. Rồi là sau này giả sử sau 1-2 năm anh em mang cái cây mà anh em từng nhổ đi và bàn luận với nó cũng rất là vui, đúng không ạ? Đấy, anh em thấy cái hội này có vẻ tiềm năng không? Thế thì đường link tham gia vào cái nhóm group đấy thì tôi sẽ để ở dưới phần comment nhé, anh em bấm ấn vào và join nhá. Nãy tôi định chọn cái chậu màu xanh 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 kia nhưng mà nó vẻ hơi nhỏ và lại còn nông nữa, thì tôi quyết định tôi chuyển sang cái chậu lớn hơn như này. Cái chậu này có một cái hay là nó có 4-5 cái lỗ, cái cụm rừng đấy thì nó ẻo lả, cho nên là tôi phải luồn thật nhiều dây lên tí tôi cố định cho nó dễ. Đây ví dụ như này này, chính xác tôi luồn tận 4 cái dây, thế là sẽ có tận 8 cái đầu để cố định, bởi vì cái cụm này gồm 5-6 cái cây riêng lẻ buộc vào với nhau, cho nên là cái việc cố định nó cũng khá là khó. Rất dễ lung lay và rất dễ tèo. Cái công việc này tôi sẽ làm rất cẩn thận. Đấy, tạm xong như này rồi này. Bây giờ thì phủ thêm chất chồng vào thôi. Đấy, anh em thấy giống cái demo chưa nào? Tiếp đến sẽ là một cái cây si tôi chọn để mà trồng và demo nhá. Thì cái cây si này, đây. Cái cây si này anh em nhớ không? Đấy, tôi sẽ ốp nó vào đây này. Sau đó thì tôi buộc cố định vào đây. Rất là dễ dàng, khỏi phải cố định ở gốc luôn. Đôi khi một sự tình cờ nó lại tạo ra cái sự phù hợp rất là riêng. Còn bây giờ thì tôi sẽ thể hiện cái ý tưởng của tôi qua giấy nhá. Đây, ví dụ tôi sẽ vẽ một cái ngôi nhà trước và một cái cây bám vào ngôi nhà đó. Vẫn là cái dáng trực lắc quen thuộc. Đấy, tôi sẽ uốn nó mềm mại một chút. Với cái đặc tính buông rễ của xanh si thì trong quá trình huấn luyện tôi sẽ nuôi những cái rễ như thế này. Dĩ nhiên là mình phải chọn lọc rễ thôi, không thể để hết được. Đây, anh em thấy ổn không? Thực ra nếu mà chỉ cần làm được khoảng 60-70% như này là đẹp lắm rồi. Còn thực tế như nào thì phải tương lai mới biết được. Bây giờ tôi sẽ đem cái cây mà tôi vừa trồng xong đi tưới. Tưới kiểu này thì nó sẽ không bị văng đất ra ngoài này. Đấy, cả cái chậu to này tưới luôn.
xong tôi sẽ cho cái đám này vào cái chỗ râm mát kín gió một tí để cho nó phát triển phục hồi trở lại. Và đây cũng là cái điểm kết của cái video ngày hôm nay. Nếu mà thích cái series đi nhổ cây này thì anh em hãy comment ở dưới nhé, hoặc có thể cho tôi một vài địa điểm để gợi ý đi nhổ cây ở đấy, tôi sẽ phi tới và thực hiện những video tiếp theo cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.